chào mừng các bạn đang đến với một video tiếp theo của Kinh Con Việt Nam, nơi mà bọn mình sẽ cung cấp những giải pháp về hình ảnh và âm thanh dành cho các bạn có nhu cầu về quay phim, chụp hình từ chuyên nghiệp cho tới nghiệp dư. Tết vừa rồi thì mình có về quê và đây là quê mình các bạn. Chị Sinh, ở đây cân mày đi. Quay cho nhanh đi, hết rau chứ có rau mà quay luôn đây. Xíu. Mình và hai nhân sự của mình nữa là bạn Thúy Phan và bạn Đức Thịnh, bọn mình thực hiện một cái project ở quê nữa. Sẽ với bạn một xíu thì thực hiện cái project ở quê như vậy á, thì cái vấn đề di chuyển đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình quê nhá thì nó khá là vất vả, và chưa kể là bọn mình sẽ có rất nhiều thiết bị phải mang vác nữa, nên là nhu cầu về sử dụng một thiết bị gọn nhẹ có công suất lớn vẫn là một cái nhu cầu thiết thực, và mình cảm thấy là mình sẽ cần những thiết bị gọn nhẹ hơn các bạn. Ngày hôm nay sau khoảng 2 tháng sử dụng và sản phẩm đã được ra mắt, mình muốn giới thiệu với bạn đó chính là Jinzun Fireway M40. Tại sao chúng ta nên có những con đèn như thế này ở trong ba lô quay phim hay là chụp hình của bạn? Tại vì con đèn nhỏ như thế này này, nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Trước giờ mình có rất là nhiều con đèn nhỏ như thế này, nhưng mà nó bị một cái đặc điểm là công suất của nó không quá lớn. Khi mà Jinzun M40 ra đời thì nó đã giúp giải quyết cho chúng ta nhiều vấn đề. Với công suất con đèn này là lên tới 40W. Công suất của đèn mình đang sử dụng ở đây là công suất 60W, và mình sẽ có một cây backlight là 28W. Thì với một cây đèn nhỏ như này này và nó có công suất lên tới 40W thì nó giúp cho mình có thể cung cấp được cường độ ánh sáng lớn trong thời gian ngắn. Khi bạn đang thích thú với những cái like, những comment trước những bài đăng của người khác thì bạn cũng quên đi những vẻ đẹp thực tế của cuộc sống mình. Chỉ khi tắt điện thoại đi thì bạn mới nhìn thấy vẻ đẹp thực tế của cuộc sống và nhìn rõ hơn về hướng đi cuộc đời mình. Các bạn quay trong những môi trường như này, các bạn cần một lượng ánh sáng đủ lớn đó, nhưng mà các bạn không muốn mang những con đèn cồng kềnh thì con đèn này nó có thể hoàn toàn đáp ứng được điều đó, nhưng mà các bạn sẽ phải có một thời gian sử dụng nó ngắn hơn nếu bạn sử dụng full
100% vì dự án mà bọn mình đã ghi hình của đầu năm nay á, thì một chiếc đèn nhỏ gọn như này thì nó đã giúp mình có những cái cảnh quay mà nó có cái lượng sáng vừa đủ để mình có thể quay liên tục được cái cảnh đó và nó không bị gián đoạn, nhưng mà nó rất là gọn nhẹ trong cái hành lý của mình. Nói sơ qua về chức năng của cái đèn này một xíu thì nó chỉ có hai chức năng cơ bản và rất là dễ xài. Các bạn cầm vào ngay lần đầu các bạn đã biết sẽ phải xài như nào. Đầu tiên là cái nút nguồn, cũng là nút về điều chỉnh về dimmer. Các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nó từ 0 cho tới 100% rất dễ dàng. Nút thứ hai của nó là điều chỉnh về độ cao của ánh sáng, có thể điều chỉnh từ 2700 cho tới 6500 độ cao, điều chỉnh từ ánh sáng vàng tới ánh sáng trắng. Thì để có thể bù lại được cái việc là chúng ta có một con đèn công suất lớn ở trong một kích thước nhỏ như thế này, thì đèn đã được trang bị quạt tản nhiệt. Chúng ta, mình có một trải nghiệm là khi mà các bạn mở full 100% á thì quạt tản nhiệt này chạy khá là ồn. Sau đây là một vài cái điểm mà mình thấy thích ở con đèn này. Đầu tiên á là để mà bù lại cho việc là chúng ta có một cái công suất lớn trong một kích thước nó tương đối nhỏ như thế này, thì đèn có trang bị công nghệ sạc nhanh, thì với những cục sạc khoảng 65W hoặc tối thiểu là 45W nha bạn, bạn có thể sạc đầy cục pin của cái đèn này trong thời gian khoảng tầm 30 cho tới 45 phút. Và khi mà các bạn quay á thì bạn có thể hoàn toàn cắm một cái cục sạc Type-C và có hỗ trợ sạc nhanh. Điểm thú vị thứ hai là phía trước này á thì nó đã được trang bị rất là nhiều bóng LED và nó có một cái miếng tản sáng như thế này, thì tất nhiên nó sẽ không có thể tản tốt như những cái số bóc cỡ lớn như này được, nhưng mà nó cũng giúp cho ánh sáng của chúng ta mềm mịn hơn và nó giúp cho cái việc mà chúng ta ghi hình nhá, nó trở nên nó dễ dàng và đơn giản hơn. Một điểm thú vị nữa của Fireway M40 đó chính là cái chi tiết của cái lẫy này, nó sẽ có nhiều chức năng và nhiều công dụng. Đầu tiên, nó có tác dụng để mà bảo vệ và che chắn cái vị trí của sạc, bảo vệ hai bánh xe, điều chỉnh về dimmer và điều chỉnh về độ cao của đèn. Với cái phần móc này á, các bạn có thể dễ dàng móc đèn lên ở những vị trí khó. Nó cũng trang bị một lỗ ở đây để các bạn có thể dễ dàng các bạn gắn lên phía trên của máy hoặc là bất kỳ vị trí nào mà các bạn có thể rig cái đèn này lên để phục vụ công việc quay của mình dễ dàng hơn. Bên cạnh ưu điểm là một công suất lớn có thể phục vụ công việc quay của chúng ta hoặc làm practical light, làm các ánh sáng điểm cũng cực kỳ khỏe, thì nó có một cái ưu điểm là đèn chỉ hỗ trợ cái việc chúng ta thay đổi nhiệt độ màu chứ không hề có chức năng HSL hoặc RGB. Một cái điểm mà mình nghĩ rằng nếu Zhenjun cải tiến được điều này thì sẽ tạo ra một cái điều rất là tuyệt vời cho sản phẩm, đó chính là cái đèn này không được trang bị nam châm hít. Chia sẻ các bạn một xíu, mình rất là thích những con đèn nhỏ làm practical light có trang bị nam châm hít, thì khi mà mình quay ở trong những môi trường mà mình cần gắn đèn ở những cái vị trí mà nó có tiếp xúc với kim loại á, thì mình chỉ cần hít cái đèn vô đó thì chúng ta đã xong một cái setup. Nếu trong những cái phiên bản tiếp theo và Zhenjun có trang bị cái chức năng này thì mình nghĩ đây là một cái điểm rất là lợi. Đây là những chia sẻ về trải nghiệm của mình về con đèn Zhenjun M40 này, sử dụng nó đó khoảng 1 tháng trời cho những cái shop của mình. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bạn muốn mình làm thêm video nào thì có thể comment xuống bên dưới, hoặc bạn có quan điểm về cây đèn này như thế nào các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé.